Ui, rực nhỉ, ngon nhỉ. Màu đẹp thế. Đây này, màu đẹp thật. Nhìn. Có thấy ngon không? Có, kêu như bát. Nhanh. Chồng đặt người lên luộc rau không? Chồng lại xào rau rồi. Luộc luôn ở cái đấy. Ngon đấy. Màu đỏ đỏ này ngon đấy. Quấy đi, cháy cổ rồi. Hạt đấy này vẫn dùng được không? Đỏ nhỉ, đỏ nhỉ, đỏ nhỉ. Nhìn kia không đỏ nhỉ. Nhiều quá, một quả người ta để nó ngâm bằng 4 quả, mình đi cho vào 2 quả dừa. Có tùm mùi đấy. Gớt. Ừ. Sáng nay vội cứ thế là ướp để chảy ra thôi. Để nước. Uống nước dừa đi. Nước dừa đây. Có ai uống nước dừa không con? Không được rau à? Là na cái gì? Về nhà quét nhà cho con, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi. Đồ chê ừ. Nhìn, đỏ nhỉ. Hai cái màu áo như thế này. Chúng như sơn ấy. Mẹ cho quả của gốc nó trở đỏ. Nhìn. To nhiều quá. Thì sáng nay vội rồi, lúc ấy 7 giờ 25 phút rồi con đang nạo dừa. Tống. Ai đấy ngày làm gốc bao giờ nó mà biết. Ủa cái này bỏ à? Vỡ à Hương? Hành ngon hơn là cuốn quá. Dừa. Chồng đào cho vợ, đổ cho vợ một tí đi. Thì cháy này. Cứ thế này nhấc lên. Thì cháy lại ăn chửi, mẹ đó. Cái đấy khó lắm, ngay đằng khó rồi nha. Mình đau vào. Sao không em đâu. Mà cái giống gốc này người ta khó nấu, người ta để cho tí gốc nó cho nhiều này. Nó dẻo, cái độ gốc nó dính, khó nấu lắm. Ngon này, chắc ngon hơn kia nhỉ. Thử nữa. Cái kia thật mềm hơn chứ, cái kia dẻo hơn chứ. Ừ. Ngon lắm. Đường ngon. Cái gốc này nó ngọt sẵn rồi. Mẹ này là nhà ta không bán nhá, chỉ để nhà ăn thôi, không bán không mua không cho gì hết. Có cho thì cho mấy sợi cho nó màu, mấy sợi ra để mấy chục nghìn nữa.